Chào mừng các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Được mệnh danh mỹ nhân sáng suốt, vậy mà Hương Giang khiến dân mạng nổi sóng chỉ vì triết lý lỗi về tình bạn khác giới. Cụ thể, Hương Giang viết trên trang cá nhân: làm quái gì có tình bạn thân khác giới trên đời. Hương Giang là một trong những người đẹp showbiz được khen ngợi thông minh, dí dỏm, phản xạ rất nhanh. Trước bất kỳ tình huống nào, như lời Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hương Giang là hoa hậu thông minh nhất trong tất cả hoa hậu, nói gì cũng thấy hay và khiến cho người đối diện luôn cảm thấy bị thuyết phục. Cách nói chuyện và giải quyết vấn đề cực kỳ tâm lý thông minh của Hương Giang được thể hiện rõ trên những game show truyền hình mà cô tham gia, mà mới nhất là chương trình hẹn hò gây sốt Người ấy là ai. Nổi tiếng với cách nói chuyện tâm lý thông minh, tuy nhiên mới đây người đẹp sinh năm 1991 bất ngờ gây tranh cãi khi cho thấy cái nhìn bi quan về tình bạn khác giới. Cụ thể, Hương Giang viết trên trang cá nhân: làm quái gì có tình bạn thân khác giới trên đời. Nghĩa là theo Hoa hậu chuyển giới, tình bạn thân khác giới không tồn tại. Có vẻ như cô cũng xem nhẹ những mối quan hệ như vậy nếu có, và không tin tưởng nó sẽ được bền lâu. Ngay sau đó, phát ngôn Hương Giang đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận chứng minh cho Hương Giang thấy tình bạn thân khác giới hoàn toàn tồn tại trên đời. Không những có mà còn rất nhiều là đằng khác. Ủa có mà, diễn viên Duy Khánh đặt câu hỏi ngược cho Hương Giang. Cư dân mạng cũng thi nhau phản ánh với Hoa hậu: có mà chị, giữ được tình bạn ấy không là do cả hai thôi. Có mà chị ơi, điển hình như Miu Lê Duy Khánh. Có tình bạn thân khác giới mà Hương Giang, đầy ngoài xã hội kia kìa, sao hôm nay chị phát ngôn bi quan thế? Thiếu gì tình bạn đẹp đâu, lần này Giang làm hơi quá rồi. Tuy nhiên, một số khác lại ủng hộ quan điểm của Hương Giang vì cho rằng trai gái chơi với nhau dễ nảy sinh tình cảm, rồi trở thành người yêu hoặc người thứ ba thay vì giữ quan hệ bạn thân đúng nghĩa. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại tinh ý hơn khi nhìn nhận quan điểm làm quái gì có tình bạn thân khác giới trên đời của Hương Giang. Đây có thể là mật mã mà người đẹp lấp lửng với khán giả khi chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Làm quái gì có tình bạn thân khác giới trên đời có thể sẽ đúng với tình huống diễn xuất trong MV, mà câu chuyện cũng chỉ gói gọn ở đó. Sau khi MV mới trình làng thì phát ngôn về bạn thân khác giới của Hương Giang có thể sẽ tạo viral, giống như phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội lần thứ hai thì chắc chắn là lỗi của tôi rồi, mà sản phẩm Adoda 2 đã từng làm được. Soái ca tiệm vàng được Lê Lộc trao hoa tại Người ấy là ai, bất ngờ bị tố lừa đảo và trốn nợ. Một tài khoản tự nhận có quen với Việt Dũng đăng đàn tố cáo chàng trai này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mất hút khoảng 4 năm qua. Cách đây ít ngày, tập 10 của chương trình Người ấy là ai lên sóng và gây chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của nữ chính Lê Lộc, con gái nữ diễn viên Lê Giang. Bỏ qua 4 chàng trai, trong đó có sự xuất hiện đặc biệt của người bạn thân thầm yêu bấy lâu nay diễn viên Tuấn Dũng, Lê Lộc quyết định trao hoa kết đôi cho Việt Dũng. Chàng trai này được giới thiệu đến từ Vĩnh Phúc, là người giỏi tính toán, đang kinh doanh, kim hoàng cùng gia đình và còn làm bất động sản. Tại chương trình, những lời nói ngọt ngào mà Lê Lộc Việt Dũng dành cho nhau khiến người xem đều mong chờ vào một cái kết thật có hậu. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết cuộc đời mình muốn lắng nghe em mỗi ngày, là những lời chân tình mà chàng trai đến từ Vĩnh Phúc dành cho nữ chính. Trong khi Lê Lộc thì khẳng định mình đã trúng tiếng sét ái tình của Việt Dũng ngay lần đầu tiên chạm phải mắt nhau. Sau khi chương trình kết thúc, trên trang cá nhân của mình, Việt Dũng còn công khai gọi Lê Giang là mẹ và Lê Lộc là định mệnh của anh. Những tưởng mọi thứ đang rất thuận lợi để Việt Dũng Lê Lộc có thêm bước tiến mới trong mối quan hệ chớm nở. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài đăng tố cáo Việt Dũng trộm cắp, lừa đảo, trốn nợ khiến dư luận xôn xao. Theo đó, một tài khoản Facebook tự nhận có quen với Việt Dũng đăng đàn tố cáo anh chàng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và không hề có gia thế khủng như cách mà chương trình Người ấy là ai giới thiệu. Vào một ngày đẹp trời thì cái thằng ôm nguyên cả cửa hàng mình và trốn nợ, nó lại lên TV và mang cái mác nhà bán vàng với kim cương. Ai biết chương trình này là gì không, chị em với. Người đàn ông này nói thêm, Việt Dũng làm quảng cáo fanpage cho anh cách đây 4 năm. Thấy làm được việc và khá hợp nhau nên anh đã cho Việt Dũng góp cổ phần vào một cửa hàng của mình. Cũng vì muốn giúp Việt Dũng và tin tưởng nên anh không ký kết giấy tờ. Tuy nhiên, đã có khoảng thời gian Việt Dũng chán nản công việc. Và khi anh đang bận rộn làm đám cưới thì Dũng đã ngấm ngầm ăn cắp toàn bộ hàng hóa tiền bạc trong cửa hàng mang về quê, gây dựng cơ đồ riêng.
Khi anh ta liên lạc thì Việt Dũng chặn mọi kết nối. Tuy nhiên, anh tiết lộ vẫn còn tin nhắn với Việt Dũng trong khoảng thời gian 2015-2016 để chứng minh cho những gì mình nói là đúng. Bẵng đi nhiều năm đến khi đột ngột thấy Việt Dũng hiện diện trên sóng Người Ấy Là Ai thì anh không khỏi ngỡ ngàng, khẳng định thông tin mình đăng tải là đúng sự thật. Anh cho biết sẵn sàng chờ cuộc gọi từ Việt Dũng để đối chất. Sau khi bài đăng của anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người có cái nhìn khác về Việt Dũng, đồng thời thể hiện sự lo lắng cho Lê Lộc. Tuy nhiên, cũng có những bình luận hoài nghi tài khoản này cố tình tạo phốt vì hám fame, bởi vụ việc nếu đã xảy ra được 4 năm, thì tại sao đến thời điểm này mới lôi ra để nói? Số khác lại nhận định, nếu Việt Dũng thực sự làm ra chuyện này, thì anh sẽ không dài xuất hiện trên truyền hình để mọi chuyện bị bại lộ. Đang có nhiều luồng ý kiến bình luận về vụ việc trên mạng xã hội, tuy nhiên tất cả mới chỉ là thông tin một chiều. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Việt Dũng vẫn chưa chính thức lên tiếng về những cáo buộc từ tài khoản. Vừa tái xuất đẹp như nữ thần, nam em đã lại để lộ gương mặt hốc hác đáng sợ. Sau hình ảnh tỏa sáng như một nữ thần sự kiện, hình ảnh nam em với vẻ ngoài gầy gò, khuôn mặt thiếu sức sống khiến fan lo sợ. Khép lại cuộc tình ồn ào với Trường Giang, những ngày gần đây nam em bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon thả, từng lên 8kg và có thân hình như mệnh phụ phu nhân. Tuy nhiên sau thời gian im hơi lặng tiếng, nam em nhanh chóng lấy lại phong độ cùng màn tái xuất khiến fan ngỡ ngàng. Theo đó, góp mặt trong một sự kiện tại thành phố Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 gây ấn tượng với vẻ ngoài chỉnh chu, vóc dáng thanh mảnh và tỏa sáng như một nữ thần. Chưa kể, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng màu tóc vàng chóe càng tôn lên làn da nõn nà, vẻ đẹp nhẹ nhàng của chân dài sinh năm 1996. Được biết, nam em đã giảm tới 12kg sau nhiều lần bị chê mập mạp phát tướng. Nữ ca sĩ cũng quyết liệt điều chỉnh về chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao nhiều hơn để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lén mỹ nhân 23 tuổi, dù sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo hốc hác của cô nàng. Bên cạnh đó, việc để mặt mộc khiến nam em trở nên tiều tụy xuống sắc. Phần mắt người đẹp cũng để lộ quần thâm, nhiều ý kiến cho rằng việc mỹ nhân gốc Tiền Giang giảm cân quá nhanh khiến cô nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn trước rất nhiều. Trước hình ảnh gầy gò của top 8 Hoa hậu Trái Đất, nhiều người khuyên nam em nên giữ gìn sức khỏe để tránh gặp phải sự cố. Hải Băng hạnh phúc tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi bên ông xã sau khoảng thời gian liên tục sinh con. Hải Băng đang có những giây phút nghỉ xả hơi thư giãn để hâm nóng lại tình cảm cùng ông xã. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Hải Băng hạ sinh thành công cậu con trai thứ 3 cho nam diễn viên Thành Đạt. Lần vượt cạn này với nữ ca sĩ được cho là khá phức tạp và mạo hiểm vì cô đã sinh mổ 2 lần và lần gần nhất cũng cách đây chưa lâu. Nhiều bạn bè người hâm mộ đã dành lời động viên và gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nữ ca sĩ. Sau lần sinh này, Hải Băng quyết định triệt sản để tập trung chăm sóc tốt cho các con. Sau thời gian kiên cử, mới đây, cô tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh vui vẻ trong kỳ nghỉ dưỡng cùng ông xã. Kèm dòng caption, tuổi rồng mà cứ tưởng tuổi ngựa, thèm đi lắm, nhất là đi với anh ấy, xin phép mấy đứa nhỏ, mẹ đi, mai mẹ về liền hen. Nụ cười rạng rỡ của bà mẹ ba con, những hình ảnh cực tình cảm bên chồng Thành Đạt nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ từ cư dân mạng. Hậu sinh con thứ ba, Hải Băng và Thành Đạt cùng đi xả hơi hâm nóng lại tình cảm. Cô nàng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, Hải Băng nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cặp đôi tình cảm khi đi du lịch cùng nhau. Sau mối tình lỡ dở với Tiến Dũng The Man, hiện tại Hải Băng đang có cuộc sống khá viên mãn. Cô tạm gác lại sự nghiệp ca hát và chuyển sang kinh doanh online, lui về hậu trường để chăm sóc tốt cho gia đình. Ngọc Trinh bất ngờ bị bóc phốt mượn đồ hiệu để quay clip sống ảo. Ngọc Trinh bất ngờ bị một tài khoản Facebook viết bài bày tỏ sự nghi ngờ. Nữ hoàng nội y đã mượn đồ của các thương hiệu thời trang nổi tiếng sống ảo. Vừa qua, Ngọc Trinh đăng tải clip khoe những món đồ hiệu với giá trị khủng. Đây là thành quả mua sắm của cô trong chuyến đi Pháp vừa qua. Trong clip, bên cạnh việc khoe những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng với giá trị khủng, Ngọc Trinh còn tiết lộ lý do mua sắm lạ đời như mua để được chụp ảnh, mua làm quen với hãng, mua theo trend, thậm chí cô mua 4 túi hiệu cùng mẫu khác màu. Tối 23 tháng 6, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về việc Ngọc Trinh mượn đồ của các thương hiệu thời trang nổi tiếng để quay clip sống ảo.
cụ thể người này đã chụp lại clip đập hộp số mới nhất của Ngọc Trinh kèm theo bài viết. Mọi người sẽ nói gì về clip này theo cá nhân mình được biết. 1. Các bạn stylist hoặc công ty quản lý sẽ liên hệ các công ty retail bán lẻ hoặc brand các nhãn hiệu tại Việt Nam để mượn vài ngày cho việc quay MV và lookbook hoặc event. 2. Các công ty retail hoặc brand đó chủ động liên hệ đến công ty quản lý stylist để nhờ PR giúp. Thường họ sẽ chọn những gương mặt hot trend, hot face. Mình không ghét Ngọc Trinh, nhưng clip nào cũng inbox mở hộp tiền trăm triệu, tiền tỷ, bla bla, nhưng toàn tiền của Trinh hoặc được tặng. Trong khi đó, mọi người đều biết Trinh sử dụng đồ Quảng Châu, mọi người có thắc mắc không? Tôi đính chính lại, tôi từng làm cho công ty thời trang, nên tôi biết hết tất cả ca sĩ người mẫu, đồ đâu ra và tôi đại diện nhãn hiệu đó, làm hợp đồng với stylist. Nên riêng từng clip như thế này thì sản phẩm ở đâu ra, tôi không chê Trinh nghèo hay như thế nào. Tôi chỉ thắc mắc, chứ tôi không cần những sản phẩm sang trọng như vậy nhé. Bài viết này khiến nhiều người nghi ngờ Ngọc Trinh mượn đồ từ các công ty thương hiệu thời trang nổi tiếng để quay clip sống ảo. Bên cạnh đó, không ít người phủ nhận điều này. Họ cho rằng Ngọc Trinh kiếm được nhiều tiền nên việc cô sở hữu những món đồ hiệu như đã khoe trong clip khác là điều dễ hiểu. Hiện tại, phía Ngọc Trinh chưa có động thái lên tiếng nào sau bài viết trên. Vào năm 2017, Ngọc Trinh cũng từng bị nghi ngờ sống ảo khi khoe thành tích mua sắm châu Âu. Cụ thể, trong lịch trình du hí tại châu Âu, Ngọc Trinh khiến nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ khi khoe thành tích mua sắm trong 6 tiếng đồng hồ shopping, chân tay rã rời. Kèm theo cảm giác đã đời ấy, Ngọc Trinh trân thành quả là hàng chục món hàng hiệu với đủ mọi thương hiệu thế giới. Tính số tiền tiêu trong 6 tiếng shopping, con số không dưới tỷ đồng. Ngọc Trinh khoe thành tích 6 tiếng mua sắm tại Pháp, và đây là thành quả được Quỳnh Thư tiết lộ. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại bằng một tấm hình. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô bạn thân cùng song hành trong chuyến đi này với Ngọc Trinh, chân dài Quỳnh Thư, không đăng tải hình ảnh tương tự với lời lẽ phấn khích. Ngay khi nhìn thấy sự trùng hợp, nhiều tay chơi hàng hiệu đặt nghi vấn ai mới là người mua chúng.